Đây là chương trình phát thanh của Sóng Vui Radio, phát thanh trên làn sóng 1430 AM tại San Jose từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Toàn ban phát thanh Sóng Vui Radio xin trân trọng kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, đây là tiếng nói của Sóng Vui Radio. Chúng tôi rất vui được chào tái ngộ quý vị trong ngày lễ Thanksgiving năm 2014. Và lời đầu tiên là toàn ban phát thanh của Sóng Vui Radio gồm có Minh Uyên, Huy Tường, chúng tôi là Bùi Viết Hà và Rêu Nguyễn. Xin kính chúc toàn thể quý thính giả và gia đình một ngày lễ tạ ơn tràn đầy ân sủng, đầm ấm và thật là vui ngày hôm nay. Chị xin mời Minh Uyên, phiền Bắc California ngỏ lời chào thính giả và chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, Minh Uyên xin gửi lời chào tới quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay, ngày thứ năm lễ tạ ơn. Và thưa quý vị và thưa quý anh chị, cũng thấm thoát và cũng một thời gian làm việc chung với quý anh chị và được trò chuyện với quý vị trên làn sóng này. Cũng xin phép Minh Uyên ngỏ lời cảm ơn tới quý vị và xin cảm ơn tất cả mọi người. Bắc California hôm nay bây giờ trời nắng ấm lắm thưa quý vị. Mặc dù là trên cái bản đồ thời tiết của Yahoo nói là hôm nay mây nhiều và mostly cloudy, nhưng mà mây thì cũng có, dĩ nhiên là nắng không có trong, nhưng mà nắng mà nó thấy ngồi trong xe là nóng đó thưa quý vị. Và tại vì nhiệt độ ngoài trời bây giờ là 65 độ và ngày hôm nay lên cao sẽ là vào 75 độ. Ngày hôm nay cũng vẫn đang còn được coi là ngày Spare the Air Day, được đặt ra cho khu vực Bay Area, có nghĩa là nói chúng ta nên tránh đi những cái làm ô nhiễm không khí, ví dụ như đi bớt lại, dùng bớt nhiên liệu và đừng có đốt nhiều những cái khí nóng ở trong nhà. Và nhất là những ngày này, nếu mà những cái ngày mà được đặt ra là Spare the Air Day mà nhà nào mà đốt củi lửa ở trong cái lò sưởi nhà mình đó, mà nếu mà ống khói mà lên mà họ mà biết được, họ có thể những gia đình đó sẽ bị phạt lần đầu là 100 đồng. Nói là như vậy thôi chứ ngày hôm nay chắc ấm như vậy chẳng ai cần phải đốt củi để mà sửa lò sưởi ngày hôm nay đâu thưa quý vị. Không biết là họ có áp đặt cho những cái món như là mình chiên gà thì dĩ nhiên là phải có khói, thì không biết những cái đó họ chắc họ không có áp đặt đâu, tôi nghĩ là chắc không có sao đâu. Thành ra quý vị cứ tiếp tục nướng những con gà hoặc là chiên những con gà tây để chuẩn bị cho bữa Thanksgiving tối. Còn nếu nhà nào mà đã chiên xong rồi bây giờ đang còn chuẩn bị bữa cơm trưa thì xin chúc quý vị một bữa cơm trưa thật là ngon miệng bên gia đình và người thân. Ngày hôm nay sẽ nhiệt độ như Nguyên nói là sẽ lên vào khoảng 75 độ, và ngày mai nhiệt độ xuống thấp hơn để chuẩn bị cho những cơn mưa vào cuối tuần, vì thứ bảy và chủ nhật vào cuối tuần này ở Bay Area sẽ có những cơn mưa kéo tới. Không biết là miền Nam California thì thời tiết như thế nào chị Bích Hà? Vâng, cảm ơn Minh Nguyên sẽ gửi đến quý thính giả miền Bắc California thời tiết của miền Nam. Tuy nhiên trước hết thì Minh Nguyên thấy đấy, cái lời kêu gọi phải đưa ra thì vẫn cứ đưa ra, những cái hình phạt thì vẫn cứ phải đi kèm theo những cái lời cảnh báo. Thế nhưng mà cái lối sống của một xã hội nó đi ngược lại hết tất cả những cái điều chúng ta vừa mới kêu gọi tiết kiệm nhiên liệu ngày hôm nay, trong khi mọi người được dự trù là đi chơi hàng triệu triệu người, mà cái nơi đi gần nhất là phải 50 dặm đường. Những chuyến bay cũng sẽ nhiều hơn, những chuyến xe hơi, những chuyến xe công cộng, bất cứ là công tư gì cũng nhiều hơn ngày thường cả. Thì chúng ta làm sao mà nhịn được, nhưng mà kêu gọi thì vẫn kêu gọi phải không ạ? Chưa kể là nếu mà trời lạnh mà đốt lò sưởi đó, Minh Nguyên, thì là một cái cảnh đoàn tụ gia đình rất là đầm ấm. Nhà nào cũng nên có, thế nhưng mà vì mình phải bảo vệ cái hạn chế cái khí thải và bảo vệ môi sinh, cho nên là mình phải hy sinh những cái thú vui riêng. Còn nếu mà không hy sinh nữa thì khói lò sưởi vẫn bốc lên. Cái tiền phạt nếu trả một lúc không được thì xin trả làm nhiều lúc. Minh Nguyên thấy không? Cho nên đời sống nó có những cái mà mình thấy là nó ai cũng phải có những cái tự chế, mà những cái tự chế nó cũng đi quá những cái cố gắng bình thường của một người. Nhưng mà thôi thì vì cái việc chung có lẽ ai cũng phải nghĩ đến cái... Còn ngày hôm nay mà nếu mà Minh Nguyên nói là mình chiên gà Tây đó, nếu mà chiên gà Tây chắc ăn không nổi đâu Minh Nguyên. gà Tây là phải hầm. Đi phải vậy hả? Dạ vâng. Nguyên có thấy rồi, rất là nhiều gia đình ở đây, họ có cái nồi dầu thật là to. Thế thì chúng tôi hơi lạc hậu, chưa thấy cảnh này bao giờ, chỉ thấy là bỏ lò thì nhiều lắm. Vâng. Nhưng mà bỏ lò là phải ướp một ngày trời trước rồi Minh Nguyên ạ, thì gà nó mới thấm những cái gia vị, những cái seasoning đó. Xong ngày hôm sau là mình nướng khoảng chừng từ 4 đến 6 tiếng đồng hồ cho một con gà vừa phải đó, con gà của công ty Stemgel tặng nhân viên đó.
Chứ nếu mà con gà lớn hơn thì chắc không, không đủ phải. Minh Nguyên hỏi có hả chị kìa. Ôi chứ giờ thế này tiết lộ bí mật. Vâng, sẽ tặng Minh Nguyên một con gà thơ kia ở trên giấy, vẽ trên giấy đó nhé, nó còn màu sắc còn đẹp hơn nữa đấy. Thưa quý thính giả, thời tiết ở miền Nam California sáng nay chúng tôi có một chút mát mẻ với 68 độ, nhưng mà nhiệt độ cao nhất được dự báo vào giữa trưa là 82 độ và buổi tối là 56 độ. Ngày mai thứ sáu nhiệt độ nhẹ đi còn 76-51 và thứ bảy thực sự là mát 68-54 và chủ nhật cũng vậy 67-52 và đến ngày thứ hai thì thưa quý vị nhích lên một tí là 71-55, tức là thời tiết rất là mát mẻ dễ chịu trong cái mùa thu của Bắc Mỹ này. Và thưa quý vị, hiện nay độ ẩm chúng ta đang có là 32% và chỉ số UV là 1 là thấp ạ. Ban ngày thì được dự báo là sẽ có nắng to, gió Tây Nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Buổi tối thì trời trong, gió nhẹ và thay đổi hướng. Và chị mời Minh Nguyên nói một chút về cái lễ phóng sinh con gà Tây ngày hôm nay ở dinh Tổng thống đi em. Thì bác sĩ nói em nhờ chị Bích Hà, nhưng mà Minh Nguyên vừa chạy ngang con đường, Minh Nguyên trên đường Thôi này ngay đây thưa quý vị. Vâng. Report live. Và tại vì thấy một cái tai nạn rất là tội nghiệp, cảnh sát rất là đông đang nghe ngay trên đường Thôi và ngay cái đoạn nối vào 101 North. Vâng. Nếu quý vị nào mà chuẩn bị đi vô cái đường 101 hoặc là Thôi thì xin quý vị cũng cẩn thận nếu mà quý vị có thể đi đường khác. Là tại vì một tai nạn và Minh Nguyên đi ngang thì thấy một chiếc xe motorcycle bị nằm xuống, giống như là đã bị không biết là tự té hay là bị đụng, nhưng mà có lẽ tự té thì đúng hơn, là tại vì không có thấy xe hơi nào ở gần quanh đó. Chỉ có rất là nhiều, khoảng chừng 10 xe cảnh sát đang còn chặn đường ngay gần chỗ 101 North và đường Thôi. Một chiếc motorcycle té xuống và bị bể rất là nhiều. Thì không biết là cái người chủ nhân của chiếc xe motorcycle này có sao hay không, mà bây giờ các xe cứu thương cũng như là xe cứu hỏa đang còn đến rất là nhiều. Thành ra quý vị có đi trên con đường mà đang còn từ 101 North hoặc là từ Thôi mà đi ra, muốn đi ra 101 North thì xin quý vị nếu mà có thể được thì kiếm đường khác, tại vì kẹt xe rất là nặng ở trong đây và cảnh sát đã đang còn đóng đường lại rồi thưa quý vị. Cũng hy vọng là chủ nhân của chiếc xe motorcycle này, thứ nhất là chắc là dĩ nhiên là phải đeo cái nón an toàn rồi. Và bên cạnh đó thì cũng xin chúc được bình an. Vì ngày hôm nay thì mọi người đều đổ xô đi ra đường, mặc dù là kêu gọi tiết kiệm nhiên liệu cũng như là để bảo vệ không khí như thế nào đó. Nhưng mà xin quý vị cũng lái xe đi tới đi lùi thì xin lái xe cho cẩn thận. Và cho phép Thành Nguyên hổ tốc tí xíu về cái tin mà bị phạt nếu mà bị bắt gặp đốt củi lửa trong ngày hôm nay để khói lên đó thưa quý vị. Lần đầu tiên thì có thể là bị phạt 100 đồng hoặc là quý vị phải học một cái khóa học đọc sách và rồi sau đó thi về môi trường, giữ gìn môi trường. Và nếu lần thứ nhì mà họ bắt được thì sẽ bị phạt tới 500 đồng, đã tăng lên 100 đồng so với năm ngoái. Chúng ta cũng nên nhắc nhở nhau là tại vì cái bầu khí quyển mà ngày hôm nay ra đường rất là nhiều như thế này và những cái khói bụi như thế này, rất là nhiều người, nhất là những người nào mà bị liên quan tới những cái chứng bệnh như là về đường hô hấp, hôm nay rất là nguy hiểm cho những người đó. Thì những căn bệnh suyễn hoặc là đường hô hấp mà bị yếu thì sẽ rất là mệt. Thành ra xin quý vị cũng cẩn trọng cho. Và Minh Nguyên xin trả lại với chị Bích Hà, xin mời chị với những bản tin kế tiếp. Vâng, cảm ơn Minh Nguyên rất là nhiều. Hôm nay thì ngày lễ tạ ơn cho nên mình cũng nói một chút về cái phong tục của người Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị biết là mỗi năm trong khi nhà nhà đều có những con gà Tây bị gọi là hóa kiếp. Vâng, và thơm giòn ở trong các cái bếp lò của gia đình thì một cái lễ phóng sinh được gọi là clip pollen của Tổng thống với một con gà được lựa chọn từ một cái trại nuôi gà đến để mà có một cái ý nghĩa như là thật ra thì mình cũng muốn hóa kiếp cho con vật để nó có một kiếp khác, mà nếu mà cứ nhiều kiếp như vậy có thể trở thành người lại theo cái định luật mà gọi là luân hồi. Thì thưa quý vị, người ta không biết rằng là sau khi mà được dự cái lễ và mà phóng sinh này thì cái con gọi là lucky bird đấy, tức là cái con gà may mắn đó nó đi đâu. Thì thưa với thính giả, thường thường sau cái buổi lễ ở Tòa Bạch Ốc thì năm nay cái con gà may mắn sẽ được đưa đến cái nơi họ gọi là Morven Park ở Leesburg, tiểu bang Virginia.
Trong những năm quá khứ thì những cái con gà Tây may mắn này đã đi tới cái nơi họ gọi là ở George Washington's Mount Vernon, và trước đó nữa thì đi đến Disney World, và trước đó nữa thì đi đến Disneyland. Đó là theo lời ông Kate Williams, là phát ngôn viên của cơ quan gọi là National Turkey Federation. Mình không biết là có cả mấy cơ quan để nói về gà Tây. Và thưa với các thính giả, khoảng chừng độ 10-20 năm trước, thì sau khi mà được dự cái lễ phóng sinh ở tòa Bạch Ốc, thì con gà Tây được đưa về một cái petting zoo, tức là một cái sở thú mà dành cho gia cầm ở trong cái khu vực của Washington. Thì thưa quý vị, bây giờ thì cái Federation, tức là cái tổ chức về gà Tây đó, đã làm việc với nhiều cái trại nuôi gà Tây khác nhau. Và mỗi năm họ gửi đến Bạch Ốc hai con gà Tây, là một con được chính thức ban phép lành để mà giải phóng cho nó khỏi cái bị vào lò. Vâng ạ. Nhưng mà cái con thứ hai là để phòng hờ. Lỡ trên đường đi mà con thứ nhất có cái gì mà trục trặc đấy, thì vẫn có một con khác thế vào đó để được hưởng cái ân huệ này. Cho nên là thưa với quý vị thì mỗi một người đều gọi cái đó là cái lễ The Pardon, tức là cái lễ mà phóng sinh đấy. Và thưa với quý vị, họ đã làm cái thủ tục này từ thời Tổng thống Truman. Và họ nghĩ rằng là chính là Tổng thống Bush mà cha đó, thì đã làm một cái đưa ra một cái lời tuyên bố mà gần như là mẫu mực để mà mình khi mà mình phóng sinh con gà thì mình nói, cho nên gần như thành một cái thói quen, một cái tập quán rồi. Và năm nay thì thưa quý vị, con gà được tha sẽ đi gặp lại cái con gà được tha từ năm ngoái, có tên là Caramel ở Morven Park, và một con gà khác nữa mà Tổng thống Obama đã chọn vào cái lễ phóng sinh và cái ngày tạ ơn năm ngoái, thì đã qua đời vào mùa hè vừa qua. Đó, cho nên là thưa với quý vị, con gà Tây thì nó không có hứa hẹn một đời sống lâu dài, bởi vì nó không phải là những con như là những con vật gia cầm mà mình nuôi trong nhà như là chó, là mèo, và nó cũng không phải không có cái sức mạnh của một con ngựa ngoài đồng áng, cho nên là đời sống của nó không có dài. Và thưa quý vị, những con gà Tây năm nay thì đến từ một cái trang trại ở Ohio, và tòa Bạch Ốc đã loan báo rằng là năm nay thì hai con gà đưa về, con chính thức được tên là Cheese, và con đi theo được tên là Mac and Cheese. Vâng. Và thưa với quý vị, bà Teresa Davenport từ Morven Park đã nói rằng là bà sẽ chuyên chở những con gà Tây này từ tòa Bạch Ốc đến cái nhà mới của chúng nó, khoảng chừng độ 1 giờ đồng hồ lái xe. Tức là sau khi mà được hưởng ân huệ từ Tổng thống, cũng như là hai ái nữ, đệ nhất ái nữ của Tổng thống, thì là con gà sẽ đi một hành trình 1 tiếng đồng hồ để về nơi ở mới. Và bà nói rằng là tôi đem chúng nó về và hy vọng là cái xe của chúng tôi không có bị trở ngại gì, cũng như là sẽ trời sẽ không có tuyết và không có mưa, để cuộc hành trình được êm ả và hai con gà về được cái nhà mới của nó trong cái ngày lễ tạ ơn hôm nay. Thì đó là một cái thủ tục mình thấy cũng rất là, phải nói là vui. Bởi vì nhà nhà thì ăn thịt, nhưng mà tại tòa Bạch Ốc thì Tổng thống lại phóng sinh cho một con gà, một con mà thôi, thành ra mình thấy con vật cũng có cái số phận nhỉ. Vậy thì có con thứ hai đó, cái con mà đi theo đi đó, theo luôn em, có được phóng sinh không? Thì đó là chính thức mà nhận cái lễ mà phóng sinh là một con chính thức thôi, một con kia đi theo thì ăn theo. Ăn theo. Ăn theo, nhưng mà năm ngoái con ăn theo là chết rồi. Sớm hơn. Độc tử sớm hơn. Năm nay thì cầu chúc cho cả đôi được bình an ở cái nhà mới. Vâng. Người Hoa Kỳ cũng có những cái tục lệ cũng vâng. Hay, nhưng mà cũng vui. Và tất cả những cái gì cũng để vào những cái chương trình ha, thưa chị. Ngay vâng. Cả nhà Tây phóng sinh cũng phải có con cái vị là. Vâng, đúng rồi. Mình phải có cái gọi là cái giải pháp thứ hai đấy. Plan B đấy. Plan A và Plan B. Người Mỹ luôn luôn như vậy. Yeah. Và cũng nhân cái ngày lễ tạ ơn này, Minh Vân ơi, chị xin phép được loan một cái tin rất là cảm động. Thưa quý vị, có một ông tên là Neil Shire, thường thường đã trải qua những ngày lễ một mình trong cảnh cô đơn. Và trên màn hình TV cho thấy thì ông hơi đẫy đà. Có lẽ là bởi vì buồn quá cho nên là cứ ăn hoài, nên nó hơi quá cân. Nhưng mà ông rất là hiền hậu, rất là dễ thương. 54 tuổi thôi ạ, và là một người không nhà. Và đã sống trong một cái trại, một cái nơi mà tạm trú ở thành phố Norfolk ở Virginia đã 2 năm nay rồi. Ông không có một thân nhân nào bên cạnh, trong khi mà lễ tạ ơn đến gần và những lễ lạc cuối năm cũng đang đến gần. Và ông ước ao là
nói rằng là tiền bạc thì không có thể nào mà đem lại được những cái giấc mơ mà ông muốn có ở trong đời. Ông muốn rằng là ông muốn một đêm được nói chuyện với lại hai cái người bạn mà ở trong cùng một cái trại tạm trú với ông, là cái nỗi cô đơn họ cảm thấy như thế nào trong những ngày lễ. Và họ nói rằng là cái cảnh cô đơn này làm cho họ đau khổ mỗi ngày, nhưng mà trong cái mùa lễ tạ ơn và mùa lễ Giáng sinh thì 10 lần tệ hơn cái nỗi cô đơn đó. Và ông Shadow đã đi về cái phòng của ông ta và tạo ra một cái lời nhắn ở trên cái những cái mạng xã hội ông có thể vào được, với câu là wanted, tức là muốn một gia đình để mà hưởng cái ngày lễ tạ ơn cùng với nhau. Và ông kêu gọi có một người nào đó có lòng từ tâm có thể mời ông đến nhà để mà trải qua cái ngày lễ cùng với gia đình. Thì các bạn biết là cái văn hóa của người Mỹ đó, thà là họ cho tiền, còn nếu mà mời một người lạ đến nhà là cả một vấn đề to lớn. Nhưng mà khi mà có cái lời kêu cứu như vậy đó, thì mình thấy là người ta sẵn sàng mở cái lòng đại lượng của họ ra, và họ nghĩ rằng là có thể chấp nhận những cái rủi ro nếu có, nhưng phần đông thì cái việc làm tốt nó đem lại cái kết quả tốt. Và ông nói rằng là ông đã gửi qua một số bạn bè trên Facebook của ông, và ông đã cố gắng để nghĩ đến là không biết là người ta có nhìn thấy cái góc này mà ông có cái lời giao đó hay không. Thế nhưng mà ông đã post lên một số các cái mạng Facebook rồi, và thưa quý vị thì ông đã nhận được rất là nhiều. Thứ nhất là cái sự đáp ứng của các cái đài truyền hình địa phương, họ đã phỏng vấn ông về cái lời khẩn cầu mà rất là đau lòng ông đã đưa ra ở trên các mạng xã hội truyền thông. Và chỉ có 40 phút thôi, cách cái nơi mà ông đưa cái lời gọi kêu gọi ra, thì bà Ashley McLemore ở Newport News, Virginia đã đọc được cái lời kêu gọi của ông và nói rằng là cái lời giao đó nói tôi đã cô đơn trong 365 ngày một năm rồi. Và cái điều này đã làm cho bà cảm thấy là rất là xúc động. Và bà là một giáo viên dạy lớp 7 Anh Văn ở một trường trung học điện nhất cấp. Và bà nói với chồng rằng là anh có vui lòng để mà mời ông ấy đến nhà dự cái lễ Thanksgiving với gia đình mình hay không. Thì tất nhiên là không phải nghĩ ngợi một giây nào cả, thì ông cũng bằng lòng để cho gia đình được mời ông. Và cả hai vợ chồng đã mời ông Shido đến nhà họ để mà dự cái lễ Thanksgiving này. Và ông nói là chúng tôi thực sự muốn có ông ở trong cái dịp lễ này. Và ông ấy nói là khi mà nghe tin như vậy thì ông bắt đầu ông khóc. Ông ấy quá xúc động khóc, và thấy ở đầu dây đằng kia bà cũng khóc luôn. À, thì bởi vì khi mà đã post được cái lời kêu gọi này lên thì ông Shido đã nhận được rất nhiều cái sự chú ý của truyền thông hơn là ông đã dự trù. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cái vấn đề địa phương thôi, nhưng mà không phải. Ông thấy rằng là cái này nó đi rất là xa và rất là mạnh mẽ, và những cái lời câu chuyện của ông đã được phát lên các cái làn sóng, và những cái việc tặng giữ gửi đến cái shelter đã gia tăng một cách đáng kể. Nên là ai mà không đến được thì họ gửi quà đến. Và ông nghĩ rằng là con người đã sẵn sàng mở rộng cái trái tim của họ ra khi có cái lời yêu cầu. Và cùng với cái lễ Thanksgiving thì gia đình McLemore và ông Shido sẽ có những cái ngày holiday mà họ đang, hôm nay thì đã thực hiện rồi, không còn phải tính nữa, không còn phải countdown nữa. Và mọi người tiếp tục gọi về từ khắp nơi ở trên đất nước này. Và khi mà họ nói, tôi nói với họ rằng là tôi đã nhận một cái offer rồi, thì những người khác nói rằng là thôi thì họ xin mời ông vào cái dịp Giáng sinh. Rất là dễ thương. Và họ thậm chí muốn gửi vé máy bay cho tôi nữa nếu tôi phải đi xa khỏi tiểu bang để đến cùng đoàn tụ gia đình họ. Cho nên là bà McLemore thì nói bà không có ngạc nhiên về cái sự mà đáp ứng nồng nhiệt như vậy với cái lời kêu gọi của ông Shido. Và bà nghĩ rằng là ô, điều này thật là tuyệt vời. Và bà cũng nói rằng là có lẽ là không còn gì mong đợi hơn nữa để đáp ứng lại cái lời yêu cầu của một người quá cô đơn đi tìm tình người. Và bà nói rằng cái này tôi không có bao giờ nghĩ rằng tôi có thể có được trong cuộc đời. Tôi không xin tiền, bởi vì tiền không bao giờ mua được cái gì mà chúng tôi đang cần. Và rõ ràng là với những cái người giàu có thì có thể tiền có một ý nghĩa, nhưng mà tôi chỉ muốn là cái sự cô đơn không còn với tôi nữa. Và tôi muốn tôi được yêu thương mọi người và mọi người yêu thương tôi trở lại. Cho nên là trong cái tình cảnh của một người mà gọi là không nhà đó, thì tiền bạc không có giá trị gì nữa. Chỉ có một cái tình thân ái của mọi người đối với nhau thì đó là cái điều quý giá nhất. Và trong cái dịp lễ tạ ơn này thì thưa quý vị, chúng ta tạ ơn trời thì cũng tạ ơn người, tạ ơn đời, và chúng ta đem lại niềm vui cho nhau. Thì cũng rất là, có rất nhiều bà Ashley McLemore trên đời này chứ không có riêng một mình bà, nhưng mà cơ hội đến với ai thôi. Xin cảm ơn quý vị, phần tin tức đầu tiên đã hết giờ rồi, chúng tôi xin trở lại ngay sau phần thương vụ bảo trợ chương trình. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Tin từ miền Nam California, chúng tôi xin phép được gửi đến quý thính giả khắp nơi. Nếu quý vị có nghe thì cũng xin giúp cái việc này. Chúng tôi được một nhóm thân hữu của nhạc sĩ Lê Bảo, tên thật là Lê Thanh Long, sinh năm 1940. Ông đã qua đời vào lúc 4 giờ chiều ngày Chủ nhật 16 tháng 11 năm 2014 tại Bệnh viện Fond Valley. Về cái chuyện hậu sự thì hiện có một số bạn bè cũ gồm ca nhạc sĩ, các chiến hữu binh chủng không quân có thể cùng chung tay lo ông cho lo cho ông. Tuy nhiên theo luật thì bệnh viện cần có thân nhân trực tiếp đến nhận mới có thể lãnh xác của ông ra được. Và nhạc sĩ Lê Bảo có một người con gái nhưng mà vì nhiều lý do chưa liên lạc được. Cho nên cũng xin nhân cái tin này, ai biết được ái nữ của nhạc sĩ Lê Bảo ở đâu thì xin báo cho cô. Và anh nhạc sĩ Lê Bảo cũng còn một người anh rể và mấy cháu gọi bằng cậu ruột. Không rõ có lãnh ra được hay không, mọi chi tiết xin gọi Lộc 714-868-1751, 714-868-1751. Và xin quý vị vui lòng làm phước giúp một tay phổ biến bản tin tìm thân nhân này. Trân trọng biết ơn tất cả quý vị đồng hương. 714-868-1751. Xin cảm ơn quý vị. Alo, alo, quý chị, quý cô, quý ông bà, chú im lặng lặng mà nghe. Sản phẩm tuyệt vời đẹp da mà khỏe sức, tế bào hữu gốc chánh hiệu còn này. Xem xeo ưu việt mỗi ngày một viên bổ dưỡng trong ngoài, thêm sức đề kháng chịu đựng dẻo dài. Tế bào tận gốc từ nhau của hữu nay, hyaluronic dược chất bằng mình, cải thiện tuần hoàn lưu thông mà mau quyết, cơ bắp đàn hồi không còn mỏi mà thay đau nhức kia khớp xương, mắt nhìn sáng rực thế lực gia tăng, da bé hồng hào khỏe mạnh tự nhiên, ngủ được như tiên tinh thần tráng kiện, xem xeo toàn diện thế giới đều khen. Hãy tìm cho được sản phẩm mới xem xeo, tế bào hữu gốc chánh hiệu còn này, vùng San Jose xin mời ghé vô Angel Beauty. Hoàng Mỹ, Nhật Thanh, Cải Hoàng, Canibo, ở vùng Ốc Lanh thì có Tân Á, Toàn Phát, hay là gọi phone alo alo 1855 617 4074, hay vào website tìm lại tuổi xuân. Muốn cái nhà thầy cụ á, muốn đau mỗi cái lưng mình á, cái cổ mình rồi là kia đó, thì mình về tới nhà mình cảm thấy mình khỏe, mình phấn chấn, mình muốn làm cái chuyện này, mình làm chuyện kia. Hồi lúc trước cái đầu ngón tay em nó bị làm như nó bị tê á, bị nhiều khi tối em ngủ em phải để cũng như mình phải xây, mình bỏ cái tay mình xuống giường, khi đang ngủ nửa đêm cái tự nhiên nó tê cái tay mình. Uống cái nhà thầy cụ thì em không có bị đó, em hết luôn, bị xỉn, em ngưng thuốc xỉn luôn, em không có uống luôn. Em uống thuốc xỉn là mỗi ngày em bị xỉn á, em uống mỗi ngày thì em uống cái đó em cũng hết, mà em lại hết cái tê tay luôn nữa, rồi mình thấy nó khỏe rồi, mình không có đau mỗi cái lưng mình á, cái cổ mình rồi là kia đó. Thì lúc trước em uống cái nhau thay cù đó thì em uống mỗi ngày đó, ngày nào mỗi buổi sáng trước khi em đi làm là em uống, rồi cái em đi làm đó uống thì mình thấy nó bớt nhiều, mình thấy nó khỏe. Ngày một viên bổ dưỡng trong ngoài, thêm sức đề kháng chịu đựng dẻo dài, tế bào tận gốc từ nhau của hữu nay, hyaluronic dược chất bằng mình, cải thiện tuần hoàn lưu thông mà mau quyết, cơ bắp đàn hồi không còn mỏi mà thấy đau nhức kia khớp xương, mắt nhìn sáng rực thế lực gia tăng, da bé hồng hào khỏe mạnh tự nhiên, ngủ được như tiên tinh thần tráng kiện, xem xeo toàn. Trước khi em dùng xem xeo á, thì có một người quen giới thiệu em cũng là một cái sản phẩm là cũng là xem xeo nhưng mà là của Nhật Bản. Thì thật sự mà nói thì em rất là mắc, nói chung là rất là mắc tiền, mắc gấp đôi cái sản phẩm mà bên Tem Cell bán. Đó, thì em cũng có uống được mấy tháng á. Thì khi mà em hết cái nguồn thuốc rồi á, thì em có coi trên TV. Thì em thấy quảng cáo, lúc đó là công ty mình mới bắt đầu quảng cáo ở trên TV thôi. Thì em cũng thấy quảng cáo giống như là cái thuốc mà em uống đó. Thì mới mua thử. Mua thử thì mình uống thấy khỏe. Tại vì em làm nail thì cứ cúi xuống hoài thì đau cái cổ. Thì sau khi đó thì người ta mới giới thiệu là uống cái này đi là nó giúp cho xương. Thì mình cũng uống, thật sự thì uống thì thấy khỏe. Thì sau em mới mua thêm tem uống, thì nói chung là uống mục đích là mình để cho mình khỏe thôi, chứ không có gì hết á.
Nhưng mà mình cứ uống thì mình thuốc gì cũng vậy, đâu phải thuốc tiên đâu, mình nói mình uống là có khỏe ngay. Thì mình cứ uống ngày ngày này qua ngày nọ kia thì em uống cũng được hơn coi như là ba năm rồi đó anh. Thì thấy mỗi lần mình uống thì khỏe. Gia đình em thì có một cái bệnh là bệnh coi như là di truyền ở trong gia đình là từ cha đó, là cha đình ai cũng bị bệnh thấp khớp, cái gió trời trời hay điện nhất lắm. Thì cách đây chừng hơn 2 năm là cái chân em đi bộ nhiều hay là đứng nhiều hay là gì đó thì nó nhức lắm, nhưng mà dạo này thấy nó bớt, mình không biết là vì đâu, nhưng mà mình cũng nghĩ là tại vì mình chỉ có uống xem sao thôi, thì mình nghĩ xem sao nó cũng hỗ trợ. Thì trước khi uống thì cũng tìm hiểu rồi nghiên cứu rồi đọc sách báo vậy đó anh đó, thì mình thấy nó cũng tốt thì cứ vẫn uống tới bây giờ. Mà thật sự anh thấy em order là liên tục, tại vì order cho gia đình á, rồi cho bạn bè, cũng giới thiệu cho bạn bè đó, rồi cũng nói mình cũng thấy là cứ mình thấy sao thì mình thấy thầy mình thấy khỏe, mình nói thật. Rồi vừa rồi cái cũng nói ông xã luôn, ông xã nói sao ông xã thấy cứ mệt mỏi hoài, nói anh nghe lời em đi, anh uống đi, anh uống thử đi. Rồi anh uống, anh nói trời sao đúng như lời em nói, anh uống thì nói anh đi làm thì 4 giờ chiều là anh thấy mệt mỏi, anh không muốn làm việc nữa, nói bây giờ anh cứ uống đi. Anh nói uống được có 2 tuần lễ, anh nói đúng như lời em nói là anh làm tới chiều tối anh vẫn không thấy mệt, anh vẫn thấy sảng khoái. Thì nói đó thì cái thuốc này nó khỏe như vậy đó đó. Thì cái đó là cái sự thật em nói, chứ không có phải là quảng cáo, mình đâu có bán chứ đâu mà mình quảng cáo, anh hiểu không? Thì trước khi em uống thì em cũng đi tìm hiểu lên mạng, tìm hiểu coi cái thuốc này nó như thế nào, nó cái gì trong đó, mình cũng uống mình cũng sợ. Nhưng mà khi mà mình tìm hiểu mình biết rồi đó, thì bắt đầu mình giới thiệu cho bạn bè. Năm ngoái thì em đi về Việt Nam thì gặp bạn bè ở bên Việt Nam á, gặp một số bạn bè ở Việt Nam á, gặp mình cái chân hững luôn, giật mình luôn, nói trời ơi sao vô năm mày kẻ như vậy. Cái xong rồi cái ai cũng nói là sao kẻ như vậy, nói thiệt không, nói thiệt hay là nói cho tao vui. Cái nó không am, nó nói thật sự là nhìn trẻ hơn lúc trước nhiều, trẻ còn 10 tuổi luôn á, mà nhận ra cái tuổi thật của mình. Mới xem sao tế bào hưu gốc trắng hiện còn ngày, hay là gọi phụ alo alo 1855 614-7474, hay vào website tìm lại tuổi xuân. Thông báo về học bổng của công ty StemCell, tế bào gốc, tế bào da. Mục đích của học bổng: hỗ trợ học bổng cho sinh viên có thành tích học vấn xuất sắc để theo đuổi bậc đại học. Học bổng sẽ được trao cho các ứng viên cư ngụ tại Hoa Kỳ và hội đủ các tiêu chuẩn quy định căn cứ trên thành tích học vấn, tiềm năng lãnh đạo, nhiệt tình tham gia các sinh hoạt cộng đồng và ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm công dân trong xã hội. Mỗi học bổng trị giá 1.000 đồng sẽ được trao tặng cho 2 học sinh tốt nghiệp trung học với điểm GPA tối thiểu là 3.5. Các thí sinh phải viết 2 bài tiểu luận dựa trên các chủ đề do công ty gợi ý. Các chi tiết khác cũng như điều kiện nộp hồ sơ xin truy cập vào trang mạng tìmlaituổixuan.com và trong đó có phần dành cho scholarship at renewinsideout.com trước ngày 28 tháng 2 năm 2015. Mọi thắc mắc và chi tiết xin liên lạc điện thoại 1-855-617-4074, 1-855-617-4074 hoặc email scholarship at renewinsideout.com. Vâng, thưa quý thính giả, vừa rồi là phần thương vụ bảo trợ chương trình Sống Vui ngày hôm nay. Mọi trao đổi tin tức cũng như là thương vụ quảng cáo, xin quý vị vui lòng gọi cho điện thoại 1-800-785-8077, 1-800-785-8077 hoặc là email về songvuiradio@gmail.com. Và chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, trong cái giờ giải lao vừa rồi thì con chim đầu đàn của Sống Vui Radio có đem đến cho anh chị em trong đài mỗi người 2 cái rẽ sườn nướng. Thưa quý vị, nó quá ngon mà Minh Nguyên ơi, nói cái này thì chị xin lỗi Minh Nguyên, tại vì để Minh Nguyên hồi nãy đã bực mình là vì Minh Nguyên là hỏi có hả chị? Có gà tây rồi, hôm nay lại có sườn nữa, mà sườn lại làm sẵn cho mình ăn nữa. Mà lại ngon nhất, chưa bao giờ ngon như thế nữa. Mới Huy Tường phải hỏi Ray Show là: này hỏi thiệt nhé, có đi nhờ ai làm không vậy? Thành ra sang năm Thanksgiving mình không bao giờ muốn cho ai đi ra khỏi gia đình trong ngày Thanksgiving, nhưng mà đi cả gia đình thì được. Vậy Ray Show mang 2 công tử và tiểu thư cũng như là phu quân xuống đây, chắc chắn là Ray Show sẽ đãi một bữa sườn nướng tuyệt vời, để không có tiếc công đi xa đâu nha.
Vâng, quá ngon thưa chị, thưa quý vị. Từ ngày hôm qua tới giờ em đang còn cộng mô nào là bánh nhá. Về sau này không chị anh Tường là cần hỏi mình có ăn bánh không thưa chị Bích Hà. Đấy. Là Tường là có một loại thôi nhà thơ không? Lại còn nham thèm nữa. Vâng, còn nham thèm Minh Nguyên nữa, mà sáng nay Minh Nguyên thấy đang đánh vật với ông Táo phải không? thành ra chị với chồng có tội lớn quá trong năm nay. Mình Nguyên thấy ở xa thấy thiệt thòi. Thưa quý vị, khóc này không phải là khóc cho buồn, nhưng mà khóc là chia vui với lại toàn thể gia đình sống vui, cũng như là chia vui với một cái phần tin mà mình Nguyên xin gửi tới cho quý vị bây giờ. Rất là cảm động khi mà mình Nguyên coi cái video này. Một gia đình hay nói đúng hơn là video về một người đàn ông đã được ghép một trái tim của một cậu thanh niên 21 tuổi. Và bây giờ cả gia đình lại nghe được tiếng nhịp tim của con trai mình trong một cơ thể của người đàn ông. Mà cái đoạn video thật là cảm động khi mà từ em gái của anh chàng thanh niên đã qua đời cho tới mẹ, cho tới bố cầm cái ống nghe lên để mà đặt vô trên cái ngực của người đàn ông đã được ghép trái tim này. Và mọi người đều khóc, thưa quý vị. Cái bản tin được đưa ra là một gia đình ở bên Minnesota năm nay đã có một cái niềm vui. Và niềm vui này được kéo dài thêm. Mặc dù là cái sự đau đớn trong gia đình vẫn còn. Khi mà vào tháng 3 vừa qua, trong một cái cơn hỏa hoạn, người con trai 21 tuổi của gia đình đã qua đời. Nhưng mà cái cậu này tên là Matthew Heisler, khi mà có cái bằng lái xe lúc 16 tuổi thì đã để trên cái bằng lái xe của mình là sẽ cho cái những cái bộ phận trong cơ thể của mình nếu chẳng may mình qua đời. Và khi mà cái cơn hỏa hoạn xảy ra và cậu đã qua đời thì bố mẹ tiếp tục để giúp cậu ta đạt được những cái ước nguyện này. Và một cái người bệnh nhân, ông này tên là Tom Nick, ông này từng là cựu chiến binh Việt Nam, trong cuộc chiến Việt Nam thưa quý vị. Ông cũng bị đau tim và ông cần một trái tim để được thay cái trái tim đã bị hư của ông. Có đến 3 bệnh viện từ chối là tại vì thứ nhất là rất là khó và ông cũng đã lớn tuổi. Nhưng mà một cái bệnh viện gọi là Mayo Clinic, họ đã nhận cái đơn của ông và cho ông lên cái danh sách chờ đợi. Thì khi mà cái cậu Matthew này qua đời thì họ thử nghiệm và rồi ông đã là người may mắn nhận được cái quả tim này. Và sau một thời gian chữa trị và cũng như là lắp ghép trái tim và chữa trị, bây giờ ông đã khỏe và ông năm nay 61 tuổi, còn trái tim của cậu Matthew thì 21 tuổi. Bây giờ cả hai gia đình rất là vui, và nhất là gia đình của cậu Matthew này thì nói là bây giờ giống như là cậu đang còn sống vậy. Và không những là ông Tomix này được cái trái tim của cậu ra, còn ba người nữa nhận được những cái những bộ phận trên cơ thể, bao gồm một người đàn ông thì nhận được cái lá gan, và hai người phụ nữ thì mỗi người nhận được một trái thận của cậu Matthew. Trong cái mùa này, coi những cái video như thế này thì thấy chúng ta nên cảm ơn nhau và cảm ơn tất cả những người xung quanh như chị Bích Hà vừa nói. Nội mà quý vị thử mở tin tức ngày hôm nay lên coi cái chữ gratitude, cái chữ sự cảm ơn, lời tạ ơn đối với nhau rất là nhiều, từ lan tràn trên khắp các phần tin ở mọi nơi, tại vì hầu như ai cũng muốn mở lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Và Minh Nguyên cũng vậy, xin cảm ơn quý vị. Nếu chị Bích Hà ăn sườn ngon đó, ăn cookie ngon, anh Huy Tường cũng vậy, cũng nhớ tới Minh Nguyên ở xa tí xíu nhé. Minh Nguyên cũng cảm ơn lắm rồi. Nhắc Minh Nguyên, nhắc anh chị em ở phía Bắc California, nhắc cả những người hiện nay đang vắng mặt ở Sống Vui. Bởi vì gọi là cái gì, miếng ngon thì phải chia nhau, phải nhớ nhau chứ. Nên Minh Nguyên đừng ngại, mà thậm chí còn mời Minh Nguyên sang năm này là của người Phúc ta đó, sang năm về dưới này. Thưa quý vị thính giả, trường hợp mà ghép tim mà thành công nhất là trường hợp của Phó Tổng thống, cựu Phó Tổng thống Dick Cheney. Thành ra là nếu mà ông bệnh nhân mà khỏe mạnh, cộng với một trái tim và cái số phận của mình nữa, thì kỹ thuật lắp ghép bây giờ tương đối nó tốt hơn cả thập niên trước đây, cho nên là đời sống có thể kéo dài. Và quả như là mình cũng hơi lấy làm cái duyên may rất là hiếm hoi, tại vì cậu chết trong cái trận hỏa hoạn. Thì có thể nếu mà cậu không chết, bị tất nhiên là không bị cháy rồi, nếu cháy làm gì còn cái gì để cho ai.
Thế nhưng mà nếu mà thở không thở khói nhiều quá đó, mà các cái bộ phận trong người vẫn còn nguyên vẹn thì rất là tốt đó. Và tặng giữ được bao nhiêu người, người nhận được lá gan, hai người nhận được thận, rồi thì là người nhận được trái tim. Thì trái tim mà người 21 tuổi không có biết có làm cho ông già 60 mấy tuổi trẻ trung lại, rồi lại cảm thấy yêu đời hơn không nhỉ? Chờ xem cái nhịp đập nó có khác không. Thấy Tường đang gật gật cái đầu ạ. À. Có một câu thơ nói rằng là tuổi đời đã mấy lần 16 mà trái tim mình cứ vẫn 13. Thế mà bây giờ thì ngoài 60 mà nhận một trái tim 21 thì mà, vâng, thì chắc là cũng có những cái nhịp sống nó rộn rã hơn, thì cũng là rất là mừng và cũng cảm ơn một người trẻ tuổi. Dù không biết chuyện gì xảy đến với mình nhưng mà đã sẵn cái tinh thần cống hiến. Nếu chuyện gì xảy ra thì xin dùng cái chết của tôi để cứu lấy những người khác. Thì quá hay. Vâng. Cái tinh thần này mình phải nói là rất là biết ơn. Trong khi đó thì Nguyên biết rồi, những người mà dự tính là đi shopping vào ngày mai Black Friday đó ở tiểu bang Missouri, ở thành phố Ferguson, thì chắc chắn là không có cái hạnh phúc này rồi. Bởi vì họ đang bị đe dọa là những người phản đối đó sẽ boycott cái cuộc sắm sửa ngày mai. Thành thử ra không biết là có sẽ xảy ra những cái gì không. Ít nhất là mình phải hy sinh cái thú vui đó cả năm có một lần. Mà cái chuyện nhỏ nhặt như vậy mà không có rộng lượng để mà thương nhau, để mà cho nhau cơ hội được thì cũng là cái điều đáng tiếc. Vâng, thưa quý thính giả, bản tin tiếp theo chúng tôi xin gửi đến quý vị là tình hình du học sinh tại Anh Quốc. Bài viết của cô Diệu Hương và gửi cho đài BBC. Thưa quý vị, học phí trung bình hiện nay của một sinh viên du học từ Việt Nam đến là 30.000 Mỹ Kim cho một năm. Khi học xong mà trở về nước thì trước đây một thập niên hoặc là ít nhất là 5 năm thì cái việc mà du học sinh nước ngoài về rất là được tiếp đón nồng hậu và dành cho những cái ưu quyền ở trong các cái cơ sở của nhà nước cũng như là các cái xí nghiệp mà cần đến cái sự hiểu biết cũng như là những cái vốn liếng của sinh viên đem về từ nước ngoài. Thế nhưng bây giờ thì theo bản tin của Diệu Hương thì những cái ngôn ngữ của du học sinh không còn là ưu tiên nữa, bởi vì trong nước đã có các trung tâm ngoại ngữ, các trường quốc tế và nhất là Internet bùng nổ. Thì sinh viên mà hiếu học hoặc có thể họ học được ở những cái nơi này và họ trau dồi tiếng Anh cũng không kém xa lắm so với sinh viên ở nước ngoài về. Chưa kể là sinh viên du học thì có thể có những cái nó không còn được gần gũi lắm với cái đời sống hiện nay ở Việt Nam. Cho nên là với cái sự trau dồi tiếng Anh của sinh viên trong nước thì họ đã có cái tầm tiếng Anh cũng không kém sinh viên du học là bao. Và sinh viên trong nước thì có vốn tiếng Việt phong phú hơn, hiểu biết thị trường nội địa hơn. Là khi du học sinh xa cách một thời gian trở về thì hội nhập vào thì có khi là lại khó để mà nắm vững tình hình. Và sinh viên Việt Nam thì cầu tiến, ham học hỏi, biết mình biết người và biết chăm chỉ hơn trong công việc. Đó là những sinh viên không có cơ hội du học, cho nên họ luôn luôn làm việc hăng say để mà chờ đợi một cơ hội khác đến với họ. Thì nhất là họ cũng khiêm nhượng hơn nữa, cho nên là cái tinh thần làm việc tốt hơn. Và các cái nhà mà tuyển dụng nhân viên đó, thì họ đánh giá là cái thái độ làm việc là quan trọng nhất. Cho nên họ đã công bằng hơn cho sinh viên không có cơ hội du học và khắt khe hơn với sinh viên du học ở nước ngoài về. Và hiện nay thưa quý vị, ở bên Anh đã có 8.000 sinh viên đang du học ở đây. Mỗi năm con số này sẽ tăng lên 15%. Và phần lớn thì học về hai ngành kinh doanh hay là tài chính ngân hàng. Cho nên là bên này mình hay gọi là Financial với MBA đó. Thành ra là không đáp ứng cái nhu cầu đa ngành nghề ở trong nước, bởi vì chỉ có hai chức vụ này thôi. Thì những nhu cầu khác họ không đáp ứng được. Và đó là vấn đề là có chuyên môn mà không có người mướn. Và nhất là cái này tôi nghe tôi buồn cười quá. Họ không có thông thạo về văn hóa doanh nghiệp Việt Nam. Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam theo Huy Tường biết là cái gì? Có phải phong bao đỏ không? Dạ chắc là chắc phong bao đỏ. Cái bàn. Chắc phong bao đỏ, đúng rồi. Cho nên là du học sinh mà khi về nước thì thường hay mắc phải lỗi lầm. Có thể là mình không biết cách để mà ứng xử với trường hợp mà mình được mua chuộc bằng những cái quyền lợi, bằng những món quà và những món tiền thì như thế nào. Tuy nhiên, sinh viên ngoại quốc du học về vẫn có cái lợi thế về cái lĩnh vực gọi là software, tức là cái phần mềm, phần nhu liệu đó. Và khi mà họ đã du học một thời gian ở nước ngoài, họ có sự hiểu biết về văn hóa của cái nước mà họ du học. Cho nên họ sẽ được ưu tiên trong những công việc mà cộng tác với người nước ngoài, hoặc là hợp tác đối ngoại, hoặc là những tổ chức phi chính phủ, hay là các doanh nghiệp quốc tế, thì sinh viên du học về vẫn có chỗ đứng. Nhưng mà cái sự thu nhập nó không có nhiều, cái nguồn thu nhập nó không có nhiều bằng dàn trải ra những cơ quan khác của chính phủ ở trong nước. Thì mình cũng hơi ngạc nhiên là bởi vì thứ nhất là phải trả tiền đắt, trả lương cao, phải không ạ? Mà nếu mà không được như thế thì sinh viên du học về sẽ rất là bất mãn. Mà khi mà bất mãn thì việc làm không có tốt. Chưa kể rằng là có thể có một cái phong trào mà mình bên trong mình đoán là vậy thôi. Nếu mà cái tầm mà sinh viên du học mà ngày càng nhiều như thế này, lại được cái sự hưởng ứng của các cái cơ quan, của các cái quốc gia bên ngoài lãnh thổ Việt Nam đón nhận, thì cái số sinh viên đó khi về nước mà đến cái mức độ nào đó, họ có thể tạo thành cái làn sóng, một cơn gió mới
nó sẽ khuynh loát cái sự thay đổi trong xã hội, thì đó là điều mà chính phủ không muốn. Cho nên chúng tôi nghĩ là họ đã mượn tay các xí nghiệp, họ đã mượn tay các công ty, công tư hợp doanh hoặc là quốc doanh hoặc là tư doanh để mà hạn chế cái vấn đề mướn sinh viên du học ở nước ngoài về để có thể làm nản chí những người muốn đi du học. Và đó là cách tốt nhất để hạn chế cái tầm tri thức của người trẻ ở trong nước. Và chúng tôi thiết nghĩ là không có một điều gì mà chính quyền trong nước họ không để mắt đến và không lợi dụng khi có cơ hội. Vâng, thưa quý thính giả, đó là phần tin tức ngày hôm nay của Sống Vui gửi đến quý vị. Xin quý vị đừng rời làn sóng, trong giây lát sẽ là chương trình Phụ nữ làm đẹp nội tâm và ngoại hình với Lê Xu Nguyễn. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Alo, alo, quý chị, quý cô, quý ông bà, chú im lặng lặng mà nghe. Sản phẩm tuyệt vời đẹp da mà khỏe sinh, tế bào hữu gốc chánh hiệu còn này. Xem xeo ưu việt mỗi ngày một viên bổ dưỡng trong ngoài, thêm sức đề kháng chịu đựng dẻo dài. Tế bào tận gốc từ nhau của hữu nay, hyaluronic dược chất bằng mình, cải thiện tuần hoàn lưu thông máu huyết, cơ bắp đàn hồi không còn mỏi mà thấy đau nhất kia khớp xương, mắt nhìn sáng rực thể lực gia tăng, da vẻ hồng hào khỏe mạnh tự nhiên, ngủ được như tiên tinh thần tráng kiện, xem xeo toàn diện thế giới đều khen. Hãy tìm cho được sản phẩm mới xem xeo, tế bào hữu gốc chánh hiệu còn này, vùng San Jose xin mời ghé vô Angel Beauty, Hoàng Mỹ, Nhật Thanh, Cải Hoàng, Canibo, ở vùng Auckland thì có Tân Á, Toàn Phát, hay là gọi phone alo alo 1855 617 4074, hay vào website tìm lại tuổi xuân. Vậy đó, hồi trước khi đi thì cái chân mình nó kể như có tật, rồi sau khi uống tế bào gốc nữa bây giờ đi là bình thường đó. Còn tế bào da thì trước cái mỗi bữa đi làm thì mình lấy nó để trang điểm, cái da của mình nó trẻ đi, rồi bạn bè hỏi sao chú Tím lúc này đổi đời đẹp trai, nó không có, tại mình giấu mình không có nói, nếu người ta tin thì mình mới nói. Nhưng bữa nay chú mới nói đó thì chú chia sẻ mình muốn sống lâu, muốn được dành thời gian tìm lại tuổi xuân thì mình phải chịu tốn tiền. Vì sau khi uống cái tế bào gốc đó thì bây giờ bữa nay đi bình thường, có thể nói là chú chạy cũng còn được. Hồi lúc trước đi lên thang lầu thấy nó khổ sở rồi, chú vừa đi vừa mắc cỡ sợ người ta nhìn cái dạng của mình, sao ông mà đi cành nhắc á. Bây giờ chú mừng lắm, có nhiều khi thấy mình nhức chân nó rồi nó thốn những cái thần kinh, nhưng mà mình quạo, có nhiều khi mình quạo với những bạn bè, nhưng mà bây giờ nó không còn nhức chân nữa. Cái nhức là nó làm cho tứ chi của mình nó bực lắm, mà uống vô bây giờ nó không còn nhức nữa thì nó trở lại bình thường, cái tánh của mình nó không có cọc cằn nữa. Thấy bạn bè nó nói ông lúc này thấy ông trẻ, rồi cái mình cười, nhưng mà mình cũng không có khoe là trên nói già, bây giờ mà còn làm duyên phải không? Trong ngoài thêm sức đề kháng chịu đựng dẻo dài, tế bào tận gốc từ nhau của hữu nay, hyaluronic dược chất bằng mình, cải thiện tuần hoàn lưu thông mau huyết. Hôm tôi đi Cali chơi cho nên tôi mua về một năm mấy, uống thì cũng tốt lắm, tôi liên tục một năm mấy rồi đó, tại tôi thấy nó tốt, nó có cho sức khỏe, với lại cái da mặt tôi bị nám á, uống cái nó bớt nhiều, là tôi thấy tốt, là cứ mỗi sáng mà tôi uống một viên, tôi mua tổng cộng 3 đợt rồi. Ở đó tôi đi chơi thì tôi mua 4 hộp, tại mình mua ba hộp thì được tặng một hộp á, cho nên tôi mua một đợt đầu, xong rồi cái hết cái mua, nhưng mà sau đó tôi cũng mua một cái chai thuốc để tức cái mặt á, một chai thuốc cho đó, nên là đợt sau cái tôi về lại tôi order một đợt, rồi tôi mới order một đợt nữa, mới vừa rồi mua rồi. Dạ. Người nhà kiểu giống như thấy hơi mắc á, họ tiết tiền á, tôi nói không sao, phải uống đều rồi cái thuốc sức mặt nữa nó tốt. Ồ, cái nám á, cái nám trên mặt tôi nó bớt nhiều, với người tôi cũng khỏe, hồi đó tôi cũng hay bệnh lắm, người tôi nó yếu nữa, cho nên tôi uống cái khỏe lại, với lại cái nám trên mặt tôi nó đi nhiều lắm, bớt nhiều, tại vì uống ở trong mình dịch cái hoài nữa, chứ là cái nhà cái màu da đúng là nó giống như con bé rồi đó, tức có hoài rồi sao tôi xài. Cái lần sau là tôi muốn order luôn cái cream luôn á, cái cream, cái mình xài cái mình phẩm của nó không,
cũng có kêu vào phòng tôi không bắt trước đó tôi xài CCD á, sao tôi bỏ tôi không xài nữa, tôi xài trên treo không thì thấy nó đỡ nhiều lắm, thì nó cũng bớt nhiều, với lại cái đít nhăn nhăn bắt á, tôi xài cái eye cream á, thấy nó cũng bớt nhiều lắm á, chút cái đó cũng giảm nhiều lắm á, cái đó cho tôi tuổi khoảng 50 trở lên là nó tốt lắm á, đảm bảo luôn, tại có baby có con đó, có bầu, cái xong cái thai đó không ngon nó cái đó bị, chứ không phải bị nám mỹ phẩm đâu, cho nên xài chắc nào nó cũng bị, cho nên là cuối cùng xài cái này thấy nó bớt nhiều lắm á, tại vì á hình như bây giờ trên mạng tôi còn khoảng chừng 15-20% đó thôi á, hồi xưa nhiều lắm á, hai bên gò má nhiều lắm. Mình về cái rụng tóc á, tôi bị rụng nhiều tại tôi uống thuốc, tôi được cao máu rồi bị cao mỡ, cho nên uống cái thuốc nó rụng tóc á thì tôi uống trên cây thì tôi bớt, thấy nó bớt rụng nhiều mà nó mọc có thêm á, tôi đi bác sĩ đều lắm à, thì thấy cái lượng nó không có tăng nữa, nó giảm, nó đứng lại đó à, thành thấy nó cũng tốt, cái sản phẩm này nó tốt, thật sự tôi cũng có giới thiệu cũng nhiều anh em lắm á, chứ tế bào hưu gốc trắng hiếm còn nay, hay là gọi phone alo alo 1855 6174074, hay vào website tìm lại tuổi xuân .com. Thông báo về học bổng của công ty Stem Cell, tế bào gốc tế bào da. Mục đích của học bổng: hỗ trợ học bổng cho sinh viên có thành tích học vấn xuất sắc để theo đuổi bậc đại học. Học bổng sẽ được trao cho các ứng viên cư ngụ tại Hoa Kỳ, hội đủ các tiêu chuẩn quy định căn cứ trên thành tích học vấn, tiềm năng lãnh đạo, nhiệt tình tham gia các sinh hoạt cộng đồng và ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm công dân trong xã hội. Mỗi học bổng trị giá 1.000 đồng sẽ được trao tặng cho hai học sinh tốt nghiệp trung học với điểm GPA tối thiểu là 3.5. Các thí sinh phải viết 2 bài tiểu luận dựa trên các chủ đề do công ty gợi ý. Các chi tiết khác cũng như điều kiện nộp hồ sơ xin truy cập vào trang mạng tìmlaituổixuan.com và trong đó có phần dành cho scholarship at renewinsideout.com trước ngày 28 tháng 2 năm 2015. Mọi thắc mắc và chi tiết xin liên lạc điện thoại 1-855-617-4074, 1-855-617-4074 hoặc email scholarship@renewinsideout.com. Trong mắt nghe tiếng hát chưa nhạt tan, bao nhiêu là thương mến, bao nhiêu là quyến luyến. Vâng, thưa quý thính giả, bao nhiêu là thương mến, bao nhiêu là quyến luyến. Sống Vui đang gửi đến quý vị trong dịp lễ tạ ơn ngày hôm nay. Và dạ, vâng, nhạc phẩm Tạ ơn đời qua tiếng hát Tuấn Ngọc. Mời chị. Dạ vâng, mình phải tạ ơn đấy chứ. Một giây lát chị ngẫm nghĩ ngơ. Và thưa quý thính giả, mọi thông tin góp ý cũng như là nhu cầu thương vụ, xin quý vị vui lòng gọi 1-800-785-8077, 1-800-785-8077 hoặc là email về songvuiradio@gmail.com. Và bây giờ xin mời quý vị bước vào chương trình Phụ nữ làm đẹp, nội tâm và ngoại hình với Lê Xu Nguyễn. Ngày hôm nay chắc phụ nữ làm đẹp và nội tâm chắc về cho cũng tạm thời gác nó qua một bên, cũng để làm trong một cái nhân dịp lễ tạ ơn thì về cho cũng lấy một cái opportunity, một cái cơ hội này cũng cảm ơn tất cả, cảm ơn cô, cảm ơn Huy Tường, cảm ơn Minh Nguyên đầu dây bên kia. Là trong tất cả suốt một phải nói là sống vui là mình đã có mặt trên làn sóng ở trên San Jose đập từ tháng 3 hả cô? Từ tháng 3 thì trong một cái
phát thanh trên làn sóng như vậy thì cũng có những các anh chị dùng Bắc California cũng gửi xuống và cho những góp ý và cho những cái đài, cái mục, cái đề tài và một cái chương trình để Sống Vui mỗi ngày được phục vụ được tốt hơn và trong cái cuộc sống của mình đã có nhiều cái niềm vui hơn nữa trong cái cuộc sống của mình và có đầy những cái ý nghĩa. Thì nhân dịp này Rachel cũng xin tất cả các quý vị listener, thính giả đã nghe chương trình của Sống Vui. Tuy rằng trong cái chương trình Sống Vui vỏn vẹn chỉ có một tiếng đồng hồ mà thôi, nhưng mà tất cả những cô chú đã bỏ một cái thời gian một tiếng đồng hồ, có những có dịp Rachel lên như Bắc San Jose đó cô, thì có những cô chú nghe, tôi nghe đài Sống Vui mỗi buổi trưa khi mà vợ chồng tôi ăn trưa hay nghe, thì đó là cũng là lời Rachel cảm thấy là được encourage trong một cái đài chương trình trong vòng một tiếng đồng hồ, trong vòng buổi trưa được khích lệ và được đón nhận cái chương trình Sống Vui trong cái buổi ăn trưa của mình. Đó là một cái gì đó mình cảm thấy mình enjoy trong cái giờ ăn của mình. Thì Rachel cũng nhân dịp này cũng cảm ơn tất cả listener, cảm ơn tất cả những các cô chú thính giả đã nghe, chọn nghe đài Sống Vui Radio làm cho một cái phương tiện, một cái vehicle để cho một cái vehicle mà để cho cái cuộc sống của mình vào một buổi trưa của hàng ngày để có những cái enhancement, có những không biết enhancement là nói như thế nào, tăng cường để tăng làm cho mình mạnh lên, làm cho mình có những cái sức sống trong cái cuộc sống của mình, một cái phương cách nào đó trong cái cuộc sống của mình. Thì bây giờ cũng nhân dịp này cảm ơn tất cả quý vị đã chọn nghe đài Sống Vui Radio trong buổi trưa của hàng ngày. Tuy rằng trong phòng ghi âm anh Huy Tường hay là cô Bích Hà hay anh Vũ Trung hay Minh Nguyên dùng Bắc California, thỉnh thoảng thì cũng nghe tiếng Rachel nói về đề tài này về đề kia, nhưng mà có những đôi lúc nói nó hơi cầm mà cặp mặt như thế nào, nhưng mà tin chắc rằng những cái cầm mà cặp mặt của mọi người, vấp ngã của mọi người và hay là Minh Nguyên đôi lúc có mang những cái tin mà không biết chắc chắn cho lắm nhận quên tin thí dụ như vậy, thì đó là cũng hy vọng là tất cả những cái error, tất cả những cái mà những cái error nhỏ nhỏ như vậy mà cũng mang lại những cái gì vui vui đó trong cái cuộc sống hàng ngày. Thì nhân dịp ngày lễ Thanksgiving thì bây giờ cũng lấy lòng tri ân tất cả những quý vị. Và bên cạnh đó Rachel cũng run một cái công ty stem cell tế bào gốc, thì Rachel cũng chắc chắn không quên được tất cả những quý khách hàng đã dùng và đang dùng và quý khách hàng nào chưa dùng của sản phẩm của công ty stem cell tế bào gốc, thì cũng đây là một cái nhân dịp Rachel cũng cảm ơn tất cả. Tức có thể quý vị đã nghe qua công ty stem cell tế bào gốc và quý vị chưa mường tượng được cái viên stem cell tế bào gốc sẽ làm việc như thế nào trong sức khỏe của mình, nhưng mà tin chắc chắn rằng khi quý vị thử trong viên stem cell tế bào gốc thì sẽ mang lại những cái nghị lực hơn cho cái sức khỏe của mình. Thì nhân dịp tất cả những các cô chú, các ông bà, các anh chị nào đã dùng sản phẩm của công ty stem cell, thì Rachel cũng mang những lời tri ân này đã suốt 2-3 năm vừa qua đã ủng hộ công ty stem cell tế bào gốc và đang tiếp tục ủng hộ công ty stem cell tế bào gốc, dù rằng công ty qua những cái phương trình của sóng gió như thế nào, nhưng mà dùng Bắc California là thật sự mà Rachel đã bỏ quên trái tim ở trên Bắc California trong suốt 2-3 năm vừa qua, tại vì trong tất cả những tâm tình Rachel nghĩ Rachel làm từ ở vùng Bắc California, thì các cô chú biết tới Rachel, và trong khi suốt những cái thời gian có những cô chú cũng viết thơ, có những cô chú gọi điện thoại đến công ty, có những cô chú viết qua bằng những cái email khuyến khích Rachel như thế nào và giúp Rachel trong cái ngành thương vụ như thế nào, làm sao để có những cái cho người ta biết hơn về cho cái sản phẩm của mình, làm sao cho người ta cho mọi người có thể chia sẻ những cái experience, cái kinh nghiệm khi mà dùng của sản phẩm của công ty stem cell tế bào gốc. Thì Rachel phải nói là trong một cái Rachel đã bỏ quên cái trái tim mình ở trên đó đã từ đây cách đây 2-3 năm về trước, thì lời tri ân này nhân dịp lễ Thanksgiving, Rachel cảm ơn tất cả những quý khách hàng đã dùng và đang dùng sản phẩm của công ty, mong rằng tất cả những cái sức khỏe của mình được càng ngày càng được
khỏe mạnh, được càng ngày càng được chăm nom một cách kỹ càng hơn trong cái cuộc sống khi tuổi lão hóa mình đến, trong tuổi già mình đến. Trong ngày lễ Thanksgiving như vậy thì Rachel phải nói là rất lấy lòng tri ân tất cả những quý khách hàng. Có dịp, chắc một ngày gần đây Rachel sẽ có dịp có những cái buổi tiệc mà làm lễ những cái ngày mà phải nói là get together, hay là ngày cảm ơn khách hàng, hay là một cái ngày nào đó đó cô, ngày tri ơn. Mà để làm sao để Rachel có dịp để cho mọi người thưởng thử cái sườn nướng hả cô? Wow. Bây giờ mình bắt đầu countdown đó phải không? Dạ vâng. Có nhiều khi thưa chị Bích Hà, không chừng thầy ba ngày mốt phải có special delivery bây giờ đó. Nhưng mà cô biết là biết không, mỗi lần một lần Rachel Linh dùng Bacali mà khi mà làm mà tổ chức một cái buổi hội thảo như vậy đó, có những cô chú rất là dễ thương đến với Rachel nói chuyện, chia sẻ qua những kinh nghiệm và cái viên stem cell tế bào gốc giúp cho cô chú trong sức khỏe như thế nào. Rachel cảm thấy các cả những cô chú đó giống như người thân thương của mình, trong gia đình của mình. Thì có những cô chú nắm tay Rachel, có những cô chú ôm ấp Rachel. Rachel thấy là những cái không phải là một chỉ là một cái công ty bán khách hàng với một người mua, nhưng mà đây là một cái gì mình care với nhau, đây là một cái gì mà mình lo cho nhau, mình cưu mang với nhau trong cái cuộc sống của mình, trong cái cuộc sống hàng ngày. Chữ cưu mang nó giỏi quá vậy. Ôi dạ cô. Mình pregnant đó. Dạ dạ. Anh thử ra đó là cái bây giờ thấy là trên vùng Bắc Cali đã cho Rachel những cái nôi, đã cho Rachel những cái tấm chăn, đã cho Rachel những cái chiếc giường, cái gói đã nằm, mà đã cho Rachel tất cả những cái tấm lòng nó ấm áp. Rachel nhân dịp lễ Thanksgiving của 2014 rất là cảm tạ tất cả quý khách hàng. Vâng. Thường thường thì khi nào mà Rachel sau một chuyến đi San Jose về đây, bên cạnh cái sự mệt mỏi của đường trường mà đi với thời gian rất là ngắn, thì thấy Rachel rất là lên tinh thần, được tiếp cận với lại đồng hương trên đó. Thành ra nếu mà Rachel hứa là sẽ làm sườn á, thì cô sợ là không biết có đủ thì giờ không. Bởi vì 100 công ngàn việc chờ đợi một cái ngày tổ chức như vậy đó. Cho nên là Minh Nguyên ơi, Minh Nguyên ăn cũng phải trả giá đấy nha. Phải phụ đó nha. Sáng nay thấy Minh Nguyên gọi là cái gì, đánh vật với ông Táo ấy, mình cũng vui lắm đấy. Bởi vì cái người phụ nữ làm gì làm không quên cái trách nhiệm trong gia đình, là những bữa ăn của chồng con, của chính bản thân mình. Thành ra cũng rất là vui. Cái đẹp nó ở chỗ đó đấy phải không ạ? Vâng. Thưa quý thính giả, hết giờ rồi, cho nên là Huy Tường đã trỗi nhạc và chúng tôi rất tiếc phải chia tay cùng quý vị ở đây. Một lần nữa kính chúc quý vị một ngày lễ tạ ơn thật là đầm ấm, an vui và nhiều hồng ân của bề trên, cũng như là gặp được mọi điều may mắn. Và chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình ngày mai. Dạ, xin cảm ơn. Ôi ơn đời trôi vôi, nhớ khi thân chồng ôm ngôi, 300 ngày trong gói, ngắm trông ra đời gót muối.